Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được nhắc đến trong lịch sử là một người tàn ác, thâm độc. Trong các cuộc vận động chết chóc có chu kỳ 10 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bàn tay Giang Trạch Dân đã nhuốm đầy máu tươi của biết bao người dân vô tội. Và có một bí mật mà ít người biết đến về lai lịch thực sự của Giang, một bí mật mà người nghe phải giật mình, sởn gai ốc. Đại vương khủng bố đại khai sát giới. Ngày 15 tháng 4 năm 1989, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang qua đời vì một cơn đau tim. Từ tang lễ đó, hàng ngàn sinh viên và người dân đã đến quảng trường Thiên An Môn để biểu tình thúc đẩy cải cách dân chủ. Triệu Tử Dương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó được xem là một nhà cải cách cởi mở, ông ấy ủng hộ đối thoại với sinh viên. Đặng Tiểu Bình sau đó đã bí mật sai Giang Trạch Dân thiết kế và chỉ đạo vụ thảm sát Thiên An Môn. Quân đội và xe tăng đã nhanh chóng tiến vào Bắc Kinh đợi lệnh. Đêm 3 tháng 6 năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức ra lệnh đàn áp bằng quân đội. Đây thực sự là ngày khó quên đối với người dân Trung Quốc. Quảng trường bị đóng kín cửa, khiến sinh viên bên trong không có đường thoát thân. Bên ngoài, quân lính và xe tăng tiến vào nổ súng điên cuồng, giết hại hàng nghìn người dân tay không tấc sắt. Những năm 1980, năm 1990, phong trào tập khí công trở nên nở rộ tại Trung Quốc. Nổi bật nhất là môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công. Điểm đặc biệt của Pháp Luân Công chính là dung hòa được những bất đồng trong các tầng lớp xã hội. Người dân chỉ cần chú trọng đề cao tâm tính, không phải lo ảnh hưởng đến lối sống sinh hoạt hiện tại hay mâu thuẫn chính trị đối với nhà cầm quyền. Những người theo tập dù là đảng viên hay thường dân đều sẽ cải biến thành những người tốt và tốt hơn nữa. Họ có thể đứng tại vị trí của bản thân trong xã hội mà tự thay đổi chính mình. Điều này đối với chính quyền Trung Quốc thực sự chỉ có lợi. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân, ông ta tận mắt chứng kiến tất cả những lợi ích tốt đẹp này. Năm 1998 xảy ra trận lũ lớn, khi đó Giang Trạch Dân đang thị sát ở một con đê thì chợt nhìn thấy một nhóm người đang tình nguyện làm việc hết sức chăm chỉ. Ông ta đắc ý nói với những người bên cạnh, những người kia nhất định là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau đó cho người tới hỏi. Kết quả nhận được câu trả lời đó là các học viên Pháp Luân Công. Lửa đố kỵ bốc lên, Giang Trạch Dân sầm mặt lại rồi quay đầu bỏ đi. Chính sự đố kỵ và những mưu toan quyền lực, Giang đã dẫn Trung Quốc đi vào vòng xoáy cũ, vu khống và đàn áp chính người dân của mình. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu công khai bức hại Pháp Luân Công. Khắp nơi ở quốc gia này đều diễn ra cảnh bắt người trắng trợn. Thời điểm ấy, các đài truyền hình trên toàn quốc đều phát sóng tiết mục vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công suốt 24/24 giờ. Hàng nghìn học viên đã bị bỏ tù, bức hại và tra tấn. Nhiều học viên còn trở thành nạn nhân của hành vi cưỡng bức mổ cướp nội tạng trong hơn 20 năm qua. Tất cả đều do một tay Giang Trạch Dân điều khiển. Cốc Yêu chuyển sinh. Một cao tăng ở Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc tiết lộ, linh hồn của Giang Trạch Dân chính là một con cốc tinh, vì đàn áp người dân vô tội mà phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Tháng 9 năm 2000, linh hồn của ông ta đã bị triệt để đánh hạ vào địa ngục vô gián. Hiện tại, cái vẫn đang hoạt động trên thế gian chỉ là bộ da người được đám lạng quỷ thao túng mà thôi. Tháng 5 năm 2001, Giang Trạch Dân nguyên khí hao tận, chỉ còn thoi thóp nên phải bí mật đến động cốc để bổ sung năng lượng đen. Nơi này sau đó được ông ta đặt cho cái tên là Hoa Sơn Mê Quật, nghĩa là hang đá kỳ bí Hoa Sơn. Vị cao tăng nói, hang động này ngụ dưới chân núi Hoa Sơn, có kết cấu hỗn độn âm u, bên trong lạnh lẽo quái dị, nơi đó âm khí vô cùng lớn, ma quỷ mà mắt người thường không nhìn thấy, tụ tập tại đây rất đông, mỗi hình thù trên vách đều có quan hệ với cốc quỷ. Vì hang động này có kết cấu miệng nhỏ bụng to nên người dân hay gọi là hang cốc.
Khi còn tại vị, Giang Trạch Dân thường có các biểu hiện rất thất thường khó hiểu trước mặt các nguyên thủ nước ngoài như soi gương, chải đầu, đánh đàn, ca hát, đôi khi lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí là nửa chết, nửa sống. Cao Tăng cho biết bởi vì Giang vốn đã không còn hồn phách nên ông ta thường xuất hiện trạng thái tinh thần hoảng hốt. Mỗi khi phải gặp nguyên thủ nước ngoài hay tạo thế trấn áp Pháp Luân Công, đám lạng quỷ cùng nhau chống đỡ nhục thân của Giang khiến ông ta mầm mép, lanh lợi, lại còn vừa hát hò, vừa nhảy múa. Đó chính là nguyên nhân của những hành động khó hiểu trên. Ngoài những tiết lộ của vị Cao Tăng, chúng ta cũng có thể phân tích dựa trên những việc đã xảy ra với Giang Trạch Dân để thấy rằng ông ta chính là cốc tinh chuyển sinh. Thứ nhất, hình dáng bên ngoài của ông ta không khác gì một con cốc. Những đặc điểm như mắt lồi, miệng rộng, môi mỏng, mỗi khi ông ta vỗ tay thì năm ngón tay mở rộng đều rất giống cốc. Thứ hai, dù đi đến đâu ông ta cũng tìm nơi có nước mà ở. Các kênh truyền thông từng lưu truyền rộng rãi một bức ảnh khi Giang bơi lội tại Hawaii và biển chết. Tư thế nằm bao gồm chân tay, tất cả không khác gì hình thù một con cốc. Đồng thời khách sạn mà ông ta chọn ở cũng phải có hệ thống thủy sinh. Thứ ba, cái tên Giang Trạch Dân có nghĩa là cư dân trong đầm nước. Ông ta sinh ra ở Giang Tô, chữ Giang này là chỉ nước. Công danh sự nghiệp thăng tiến ở Thượng Hải, chữ Hải này cũng chỉ nước. Sau khi nắm quyền lực tối cao thì dời đến Trung Nam Hải, vẫn là có chữ Hải chỉ nước. Hơn nữa, trong cuộc đời chính trị của ông ta cũng không thể ly khai khỏi nước. Cụ thể, Giang Trạch Dân được Trương Ái Bình tiến cử, chữ Bình có bộ thủy. Tiếp đến được Uông Đạo Hàm đề bạt, chữ Uông cũng có bộ thủy. Và Bạc Nhất Ba, người được ông ta gọi là ân nhân, cũng có bộ thủy trong chữ Ba. Hàng trăm năm trước, trong cuốn sách Các Thế Kỷ của mình, Nostradamus, nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp đã viết như sau. Vào tháng 7 năm 1999, để đại vương Angoumois phục sinh, đại vương khủng bố sẽ từ trên trời xuống. Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ, nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. Năm 1999 cũng là một năm có rất nhiều tai nạn cùng chiến tranh xung đột. Nhưng khi xét kỹ tất cả thì cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc là cuộc thảm sát tàn khốc nhất trong lịch sử, vì nó là nhắm đến hàng trăm triệu người vô tội. Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa, thậm chí bức hại luôn cả các phóng viên muốn tường thuật sự thật một cách trung lập. Hoàn cảnh Trung Quốc thời điểm đó áp lực, kinh hoàng, thật sự là địa ngục, trần gian. Vì vậy, không phóng đại chút nào khi nói rằng đại vương khủng bố mà nhà tiên tri Nostradamus nói đến là chỉ Giang Trạch Dân. Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Tổ chức Quốc tế Điều tra Bức hại Pháp Luân Công kêu gọi toàn thế giới xét xử công khai Giang Trạch Dân. Từ đó, trong và ngoài nước Trung Quốc đồng loạt dấy lên làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân. Tính đến nay, đã có gần 4 triệu người trên thế giới ký tên tố cáo ông ta. Vụ kiện Giang lên chính quyền Trung Quốc và tòa án quốc tế cũng chính là lời cảnh tỉnh nhân loại. Chúng tôi tin rằng một khi sự thật được đưa ra ánh sáng, thế giới sẽ nhanh chóng minh bạch và không biến mình thành vây cánh của khủng bố đại vương, đồng lõa của kẻ sát nhân. Để khi vào thời khắc quan trọng đối diện với những sinh mệnh bị bức hại, chúng ta có thể ngẩng cao đầu mà không thẹn với lương tâm.